Chào mừng các em tham dự lớp học trực tuyến bộ môn Ngữ văn 8 ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài Câu ghép. Đầu tiên, để đáp ứng bài học ngày hôm nay, thầy sẽ cùng các em ôn lại những kiến thức cũ có liên quan. Bằng kiến thức ở bậc tiểu học và lớp 6, lớp 7, em hãy xác định cấu tạo và gọi tên những câu sau. Câu 1: Tôi học giỏi. Câu 2: Tôi học giỏi làm cho cha mẹ vui lòng. Câu 3: Tôi học giỏi nên cha mẹ rất vui lòng. Chúng ta khảo sát câu 1. Chúng ta thấy câu 1, tôi là chủ ngữ, học giỏi là vị ngữ. Như vậy câu này có một cụm CV ta gọi là câu đơn. Câu 2. Tôi học giỏi là chủ ngữ, làm cho cha mẹ vui lòng là vị ngữ của cả câu. Và nếu để ý các bạn sẽ thấy trong chủ ngữ có một cụm CV, trong vị ngữ có một cụm CV. Như vậy, câu 2 có hiện tượng là gì? Có hiện tượng một cụm CV lớn có chứa cụm CV nhỏ ở trong. À, ta gọi kiểu câu này ở lớp 3 theo lớp 7 là câu mở rộng thành phần. Trước đây nó có tên là câu phức thành phần. Câu 3. Tôi học giỏi nên cha mẹ rất vui lòng ta có tôi là chủ ngữ, học giỏi là vị ngữ, cha mẹ là chủ ngữ, rất vui lòng là vị ngữ. Như vậy ở đây chúng ta thấy câu 3 gồm có hai cụm CV và hai cụm CV này nó tách biệt nhau. À, nó không có hiện tượng cụm CV này nằm trong cụm CV kia. Ta gọi kiểu cấu tạo của câu này theo cách lớp 5 đó là cậu ghép À, như vậy nhìn qua một lượt nữa các bạn thấy câu ghép nó khá so với hai kiểu câu còn lại là câu đơn và câu mở rộng thành thật. Chúng ta tìm hiểu phần 1 La Mã, đặc điểm của câu ghép. Các bạn để ý cho thầy ba câu in đậm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát từng câu. Rồi, chúng ta sẽ phân tích câu đầu tiên. Các bạn thấy trong câu ở trên có tất cả là bao nhiêu cụm CV? Thầy thấy nó có 3 cụm CV. Cụm CV đầu tiên chúng ta thấy là cụm CV lớn nhất là cả câu này. Đúng không? Rồi, chúng ta thấy nó có hai cụm CV nhỏ ở trong câu này nữa. À, những câu thầy in màu tím. Những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi. À, mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đảng cho bạn thấy không tại sao một cái thì ký hiệu là cn một cái là kia thầy ký hiệu là c với v thôi các bạn phân biệt dùm thầy thầy ký hiệu như vậy để phân biệt cn vn là thầy dành cho cụm cv lớn tức là chủ ngữ vị ngữ của cả câu còn cv là thầy chú thích cho chủ ngữ vị ngữ của một cụm của một cụm cv nhỏ ở trong câu đó mà thôi hệ phân cấp đó các bạn nha yeah. như vậy chúng ta thấy là có hiện tượng hai cụm CV này nó nằm ở đâu trong câu hai cụm CV nhỏ này nó nằm ở đâu trong câu nó nằm trong thành phần vị ngữ của cụm CV lớn như vậy ở đây chúng ta thấy nó có hiện tượng là cái gì hai cụm CV nhỏ nằm trong cụm CV lớn cụ thể là nằm trong vị ngữ ha yeah theo lớp 7 thì ta gọi câu này là thứ hai buổi mai hôm ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp các bạn thấy câu trên gồm có mấy cụm cv nó chỉ có một cụm cv thôi các bạn à. à mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp con chỗ từ buổi mai hôm ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh là thành phần trạng ngữ của câu À. Đấy, các bạn thấy. Như vậy ta gọi cái câu này là câu đơn, bởi vì nó chỉ có một cụm CV thôi, chỉ có một nòng cấu cầu thôi, ta gọi là câu đơn. Rồi, câu cuối cùng, cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Các bạn thấy câu này gồm có bao nhiêu cụm CV? Có 3 cụm nha. Cụm đầu tiên cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, cụm thứ hai chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn, cụm thứ ba tôi đi học. À, chúng ta thấy. Và các bạn nhìn lên cái phần in đậm các bạn sẽ thấy điều gì? Ba cụm này à nó có hiện tượng cụm này chứa cụm kia ở bên trong hay không? Chúng ta thấy ba cụm này nó nằm tách biệt nhau không hề có hiện tượng cụm cv này bao chứa cụm cv kia nên ta gọi là câu này là câu ghép à, và mỗi cụm cv trong câu ghép này ta gọi tên nó là một vế cầu như vậy câu ghép này là câu ghép ba vế như vậy câu ghép nó có đặc điểm gì thứ nhất nó có từ hai cụm cv trở lên thứ hai các cụm cv nó không bao chứa nhau nha các bạn còn nếu các cụm cv nó bao chứa nhau thì nó là câu phức chứ không phải là câu ghép rồi chúng ta đi qua phần 2 la mã tìm hiểu cách nối các vế trong câu ghép rồi chúng ta cùng nhau khảo sát đoạn văn một lần nữa thì ngoài cái câu mà chúng ta đã xác định được nó là câu ghép á thì trong đoạn văn còn những câu ghép nào nữa các em à chúng ta còn ba câu hai câu ghép nữa nha hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàn bạ bà. lòng tôi lại nao nước những kỷ niệm mênh mang của buổi tụ trường những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết câu cuối là lúc nãy chúng ta đã xác định rồi bây giờ chúng ta xác để khảo sát câu đầu tiên chúng ta xem câu ghép này có tất cả bao nhiêu vế về các em có tất cả là bà vệ với một lá ngoài đường rụng nhiều với hai trên không có những đám mây bàn bạc bà. Vế với ba lòng tôi lại nao nứt những kỷ niệm mênh mang của buổi tụ trường chúng ta thấy với một và với hai trong câu ghép này được nối kết với nhau bằng quan hệ từ và với 2 và với ba được nối kết với nhau bằng dấu phẩy Chúng ta tiếp tục ở câu ghép thứ hai câu ghép này có tất cả là Bà vệ, với thứ nhất những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy. Với hai, hồi ấy tôi không biết ghi. Với ba, ngày nay tôi không nhớ hết. Với một và với hai, nói với nhau bằng quan hệ từ vì. Với hai và với ba, nói với nhau bằng quan hệ từ và. Tiếp theo, cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học, có tất cả là ba vế. Với đầu tiên, cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi. Vế thứ hai chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Vế ba hôm nay tôi đi học. Chúng ta dễ dàng nhận thấy vế một và vế hai nối với nhau bằng quan hệ từ vì. Vế hai và vế ba nối với nhau bằng dấu hai chấm. Chúng ta khảo sát thêm một vài ví dụ nữa để tìm hiểu cái cách nói giữa các vế trong cầu ghép. Ví dụ tiếp theo, vì trời mưa to nên đường phố Sài Gòn nhiều nơi ngập nặng. Câu này có hai vế. Và hai vế này được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ vì nên. Câu tiếp theo. Mẹ càng thương tôi bao nhiêu, tôi càng cảm thấy mình không xứng bấy nhiêu. Ở đây chúng ta thấy câu này có tất cả là hai vế. Và hai vế này nối với nhau bằng một phó từ và một đại từ, hai đại từ. Hai phó từ càng và hai đại từ là bao nhiêu bảy nhiều các bạn thấy anh tìm chỗ này em tìm chỗ kia chúng ta hãy với một nối với với hai bạn dấu phẩy và một cặp chỉ từ này kia như vậy qua tất cả những khảo sát đó chúng ta có thể chốt lại cách nối các với trong câu ghép có nhiều cách như sau thứ nhất là nó dùng từ nối À, thứ hai là không dùng từ nói dùng từ nói thì chúng ta có thể dùng quan hệ từ dùng một cặp quan hệ từ dùng một cặp phó từ dùng một đại từ dùng một cặp chỉ từ còn không dùng từ nói thì chúng ta có thể dùng dấu câu dấu phẩy dấu hai chấm dấu chấm phẩy chúng ta đi qua phần luyện tập ở phần luyện tập này các bạn chuẩn bị sẵn bút chì mở sách giáo khoa và làm ngay trong sách giáo khoa cho thầy theo hướng dẫn. Chúng ta làm bài tập số 1, trang 113. Tìm câu ghép trong đoạn trích. Cho biết trong mỗi câu ghép các với câu được nói với nhau bằng những cách nào. Đoạn A, chúng ta thấy có những câu ghép sau đây. Câu số 3, u vang dần, u lại dần. Câu số 5, chỉ con có đi, u mới có tiền nợp xu, thầy dần mới được về với dần chứ. Câu số 6, sáng ngày người ta đánh trói thầy dần như thế, dần có thương không? Câu số 7, nếu dần không buông chị ra, chốc nữa ông Lý vào đây, ông ấy trói nốt cả u, trói nốt cả dần nữa đấy. Trong câu số 3, chúng ta thấy hai vế được nói với nhau bằng dỗ phẩy. Trong câu số 5, ba vế được nói với nhau bằng dỗ phẩy. Trong câu số 6, hai vế được nói với nhau cũng bằng dỗ phẩy. Câu 7. Các vế nói với nhau bằng quan hệ từ nếu và dấu phải. Chúng ta sang đoạn B. Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẫu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vùng mới thôi. Chúng ta thấy trong đoạn B tất cả đều là cầu ghép với 1 với 2 trong câu thứ nhất nói với nhau bằng dấu phẩy với 1 và với 2 trong câu ghép thứ hai nói với nhau bằng quan hệ từ giá và dấu phẩy câu C có một câu ghép tôi im lặng cúi đầu xuống đất lòng tôi càng thắt lại khóe mắt tôi đã cay cay chúng ta thấy với một và với hai nói với nhau bằng dấu hai chấm với hai và với ba nói với nhau bằng dấu phẩy câu d có một câu ghép hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão hà bởi vì lão lương thiện quá chúng ta thấy với một và với hai nói với nhau bằng quan hệ từ bởi vì chúng ta đi qua bài tập số 2. với mọi cặp quan hệ từ dưới đây hãy đặt một câu ghép Câu A chúng ta có thể đặt vì An quá ham chơi nên nó quên mất lời mẹ dặn. Câu B nếu tôi biết ai làm thì tôi sẽ không để yên cho nó đâu. Câu C tuy nhà nghèo thiếu điều kiện học tập nhưng Hoa lúc nào cũng đứng đầu trong lớp về học tập. Câu D không những anh ấy biết soạn nhạc mà anh ấy còn viết truyện nữa. Chúng ta qua bài tập số 4. Đặt câu ghép với mỗi cặp từ hô ứng dưới đây. Vừa, đã, đâu, đấy, càng, càng. Câu A. Tôi vừa đề cập tới việc giúp đỡ nó thì nó đã lãng sang chuyện khác. Câu B. Hồi còn bé, mẹ tôi đi đâu thì tôi theo đấy, không rời nửa bước. Câu C. Tôi càng cố gắng gần gũi tìm hiểu gia cảnh nó, nó càng xa cách tôi. Rồi, như vậy bài tập số 5 các bạn sẽ về nhà làm và nộp lại cho thầy cô bộ môn của mình. Hai các em ha và đây là phần ghi bản các em sẽ ghi vào trong tập bài học. Cảm ơn các em đã theo dõi và chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại trong những tiết học sau.